nhẫn phong thủy. Lúc ông Donald Trump đương thời á, mua mắc tiền lắm. Cái này cũng bán nữa trời. 5 lít. Nó cho mỗi người một cái nhẫn, gọi là nhẫn nhẫn vô địch đó. Về là thấy bà xã bả nhận vậy đó. Dạ. Thôi chú nhanh nhanh về cũng thôi cô nhận. Chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Dung sẽ dẫn mọi người đi một vòng tới những cái nhà mà người ta bán đồ cũ á, tại nhà. Những cái đồ mà dư dùng người ta không có xài tới thì người ta sẽ để bán tại nhà. Thì nhà nào mà bán á, thì ngay những cái góc ngã tư người ta sẽ đề là garage sale hoặc là người ta sẽ đề là yard sale. Cho nên Dung không hiểu sao hai cái từ nó như thế nào, Dung không có rành. Thì Dung thì chưa bao giờ đi tới những cái nhà mà người ta sale, người ta bán như vậy á, cho nên không biết là người ta bán những gì. Nhưng mà cách đây 2 năm thì ba ruột của Dung á mua được một cái đồng hồ, nó rất là có giá trị nhưng mà người ta bán rẻ như là cho, tại vì nó cũng qua thời nhưng mà nó cũng còn mới khoảng 60% á. Nhưng mà nó là thuộc dạng đồng hồ mà có tên tuổi á. Thì cái đồng hồ đó là cái hiệu Omega. Thì ba Dung mua gần như là cho luôn á. Cho nên á, có những cái gia đình á, người ta cái hình thức đó người ta kinh doanh, người ta có thể mua lại hay người ta đi nhặt những cái gia đình mà người ta bỏ ra ngoài á, thì người ta mang về người ta bán lại. Cũng có nhà gia đình á, người ta muốn thanh lý cái đồ mà người ta không có xài tới, cho nên mình mà may mắn mình gặp được những cái gia đình đó thì mình mua đồ giống như là gần như là cho luôn á. Cho nên hả, bây giờ Dung sẽ dẫn mọi người đi một vòng, đi tìm coi cái nhà nào người ta đề bản, người ta bán ha, bán đồ cũ tại nhà. Cho nên Dung sẽ đi bây giờ dẫn mọi người đi một vòng để tìm ha. Bây giờ Dung sẽ đi lên cái khu mà nhà giàu á, để coi họ có bán da sale không ha. Đi lên coi cái khu nhà giàu người ta bán cái gì. Giờ mọi người theo chân Dung ha. Đó, xa xa có một cái bảng màu xanh lá à. Da sale. Sau một hồi đi lên cái khu nhà giàu á, cả nhà, người ta không có bán. Khu nhà giàu hôm nay không có bán da sale, cho nên giờ mình tới cái khu trung bình. Đó, ở đây cũng da sale. Mình thấy bên kia đường có một cô gái bán da sale, giờ mình đi tới mình hỏi ha. Nhưng mà cô ấy không có thích lên hình. Đâu có sao đâu em. Giờ mình tìm hiểu coi em ấy bán gì ha. Coi có gì ủng hộ được thì mình sẽ ủng hộ.
mua được mấy thứ. Cái này cho mắt, cái này cho mắt. Bé Việt Nam nãy chỉ cho mình bé Tuyết mới hỏi tên. Bé Tuyết mới chỉ cho mình quẹo bên tay phải có một điểm nữa. Ô, cái nhà này bán cây, bán giống cây. Hình như là bên tay phải. Đúng rồi. Tuyết bảo bên này là cái người Mễ người ta bán, người ta nói tiếng tiếng Mễ. Nhiều thứ lắm. Đi vô đây. Nhiều thứ lắm. Sau một hồi mình nói chuyện tiếng Anh với người, hai vợ chồng mình nói chuyện tiếng Anh với người người lớn trong gia đình và một cậu thanh niên, cuối cùng họ vẫn không cho quay á mọi người. Không hiểu vì lý do gì, mình nói là mình không có quay người và mình không có quay địa chỉ nhà mà người ta vẫn no. Mà mình nói là mình có thể mình sẽ mua vài thứ và cho mình quay, người ta cũng no luôn. Thế là mình đi. Cuối cùng mình không có quay được cái chỗ đó, chỗ mà bé Tuyết chỉ á. Mình không hiểu vì lý do gì nữa. Mình không hiểu vì lý do gì mà người ta không có cho mình quay. Dứt khoát không cho quay là không cho quay. Thôi kệ, bây giờ mình sẽ đi. Bây giờ mình đang ngay chỗ cây xăng và mình đang đổ xăng. Rồi mình sẽ đi tiếp. Mình nghĩ quay ra sale đâu có gì đâu mà họ phải tránh né, cho nên mình chẳng hiểu. Không cho mình quay thì mình sẽ đi chỗ khác, không có vấn đề gì hết. Cho nên đôi khi á, mình khi mà mình làm YouTube á, mình sẽ gặp những cái trường hợp như vậy thì mình cũng phải làm quen thôi, cho nên không có sao hết. Giờ gia đình mình đổ xăng xong mình sẽ đi chỗ khác ha, mình sẽ quay review cho mọi người xem. Mình mới phát hiện ra một cái chỗ cái nhà người ta bán da sale nữa, mời mọi người theo chân mình ha. Đi ở trong này cho nó an toàn. Dưới đó có cái này nè. Nó chị phải mua cái đế để gắn vô đây. Sao bắt đầu chị nó slide vô được. Chú giống như người chuyên bán cái gì quan cái chụp hình. Cái này người xưa chụp rồi bây giờ mấy chục năm giả cú đế rồi không biết làm gì. Chứ lại giờ iPhone không à. Hồi xưa mấy cái này chơi xài cú tiền không á. Cái bao đựng mắt kính này. Trời ơi. Đi đâu cầm cầm độc nhất một cái mắt kính thôi. Anh muốn lấy đồ điện không? Anh muốn lấy đồ điện không? Đó.
cua đồ điện đó nè. Trời, cung chì chú ơi, dạ. Cung chì thiệt hay giả vậy chú? Coi biết thì em nói là của bà xã anh đó. Ủa vậy hả? Ừ. Trời ơi Nhẫn, wow, Nhẫn quá trời Nhẫn luôn. Trời ơi nó to. Chai rượu này 5 lít. Chai này chú bán nhiêu? Rượu đỏ 5 lít. Mà nó ngon không hay nó chát? Cái đó thì không biết. Hay nó chua. Còn thì là cái rượu giống như là cái hút lá vậy. Thì dạ. Gu người. Chú bán chai này nhiêu? Cái gu người người chú ta mua được... cho kỷ niệm. Mua thì là... người ta thích thì người ta mua, người ta uống gu. Cả nhà ơi, Nhẫn phong thủy, cái con rồng nè, trời ơi hay chưa? Phong thủy nè, trời ơi nó nặng, nặng cái này chắc một lạng quá. Cái này là cái gì đây? Cờ Mỹ ha. Trời ơi, quá trời luôn. Chú này là chuyên mấy cái độc lạng. Thắng rồi đó, nó cho mỗi người một cái nhẫn, gọi là nhẫn vô địch đó. Nhẫn vô địch á, ví dụ như football, đúng rồi, giống như cái năm này nè, nó đề là năm 1000 năm, cái X gì đó, là cái năm thứ năm mấy mấy đó, là cái thằng thắng đó, là championship đó chị thấy không, là giống như vô địch đó, đó cái thằng thắng đó thì nó đề trên đây. Cái thằng này là nó cậu San Francisco. Cái này là những cái nhẫn đó luôn hả? Có nó đó. Cái thằng này đó là cái thằng này thằng New England. Cái năm nó thắng đó là cái năm 2004 là nó thắng. Thật ra cái này đó nếu mà của trong cái hội mà đá banh nó đem ra đó là 200.000 một chiếc. Vậy á, 200.000 một chiếc. Không, cái này mà gặp đúng người sưu tầm á. Đúng người sưu tầm đó. Cái này chị thấy không? Cái nhẫn này đâu phải là nhẫn đeo, nó nhẫn bây giờ chị về chị coi đó, nó gọi là nhẫn vô địch đó, là championship ring đó, rất là mắc, 200.000 một chiếc đó. Gặp đúng người sưu tầm á là người ta rất là thích. Còn cái này giống như là nhẫn, giống như là nhẫn chứ mình chắc nhái. Từ đó nhất là cái thằng này nè, cái thằng New England đó, rất là nổi tiếng. May mắn cốc này, cốc may mắn. Không, cái này ấy là cái này không cần nha. Mình cũng mua được một giỏ đồ, những thứ cần thiết, 40 đồng tất cả trong đây đủ thứ hết. Chào chú. Vâng. Chú có mua được gì không? 10 đồng bạc. Mấy cái kiếm nữa. Mất kính hiệu gì chú? Trời ơi, cái này tôi lấy con cái này thôi. Lấy cái này để thay vô cái của cái hư của tôi. Thôi bye bye mọi người nha. Vô
cái clip garage sale của Dung xin được kết thúc tại đây. Dung cũng mua được một số thứ mà Dung cần, chẳng hạn như những cái bao này Dung đựng cái đồ sữa của Dung á, đi làm mỗi ngày á, thì Dung cũng mua được một số con đồng cái à, mà nó rất là rẻ luôn á, mà nó mới nữa chứ không phải là đồ cũ, là những cái giỏ. Hên lắm hôm nay mới mua được những cái này, tại vì cái nghề của Dung nó đang rất là cần thiết. Cái tự dụng cái túi này mà để dọn đồ á chứ. À đúng rồi. Dọn nhà rồi nó là hết thảy á. Nhưng mà cái này cháu đựng đồ sữa, đồ cho công việc của cháu. Rồi xong. Thôi về nha, chào anh chị nha. Bye bye chú. Thôi bye bye tôi nè. Tôi cũng về sáng mai đọc cái chơi xong cà phê giờ nên về. Mua cũng được 6 cái giỏ này. Đúng phải. Về là thấy bà xã bả nhận vậy đó. Dạ. Thôi chú nhanh về thôi cô nhận. Thôi định chào chú chủ nhưng mà chú bận quá, thôi mình cũng bye bye mọi người nha. Bye bye. Hôm nay Dung tới cái garage sale của chú đó, Dung mua được cái đồng tiền của ông Donald Trump nè. Lúc ông Donald Trump đương thời á, mua mắc tiền lắm. Đây. Hai mặt. Có hình ông Donald Trump. Đây là đồng tiền bằng bạc. Nè. 1978. 1978. Mặt bên này là có cái hình hình này. Còn đây cái hình con ngựa. Đây là 1877. 1877 có hình con ngựa, cô gái cưỡi ngựa, và cái hình con đại bàng. 1877. Vậy là cái này hơn 100 năm.